Lan Dương Chu Thảo xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay là phiên sáng ngày 30 tháng 7 và cho em xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các cô chú anh chị đang xem video của em có một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập tình yêu ạ. Em là Thảo, em ở trên Cao Bằng. Em chuyên cung cấp các loại lan rừng ạ. Cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhắn tin cho em theo số điện thoại 0965 495 087 ạ. Và tất cả những cái mặt hàng em khi mà em giao lưu với cả nhà, em đều có mặt giá nhé, em mà đều có giá mà em đều quay đến. Là cô chú anh chị rất là nhiều bạn có nhắn tin cho em hỏi giá. Thì cả nhà khi mà xem video thì hãy lưu ý nhé. Khi mà em nói thì em nói cả giá luôn này, để cho cả nhà đỡ phải thắc mắc đúng không ạ? Đầu tiên em giới thiệu cả nhà đây chính là kiều tua này. Kiều tua hôm nay hàng về khá là tươi, rất là tươi luôn đấy, không phải là khá là tươi nữa. Có những cái cả dề to và những cái cả dề vừa vừa để cho cô chú anh chị có thể là trồng vào giỏ hoặc là ghép lên cây ạ. Nhà em bán kiều tua là 300.000 một cân ạ. Và nhà em có những cái bó long nhãn đấy ạ, nhà em bán 100.000 một bó như thế này. Đấy ạ. Nhà em hôm nay thì như thế này, đây. Nó có khoảng được tầm 3 bó long nhãn này. Đó. Và trên này đây em giới thiệu đến cả nhà đây chính là giá hương tam bảo sắc đấy ạ. Giá hương tam bảo sắc phiên ngày hôm nay em bán hạ nhiệt luôn, chỉ có 250.000 thôi này đấy ạ. Đó, hôm nay cũng không có nhiều đâu. Và tiếp theo là em có khoảng 3 cân giáng hương đuôi cáo, lá lướt nhé cả nhà nhé, mỗi duy nhất là một cây lá xếp này thôi. Thì nhà em bán là 150.000 một cân. Còn bên cạnh này đây chính là kiều vàng đấy ạ. Kiều vàng, hoa của nó là màu vàng, từng chùm rũ xuống, rất là xinh, gia đình em bán là 200.000 một cân. Và tiếp theo đấy ạ, hạc vĩ bắc đấy ạ. Hạc vĩ bắc là một cái mặt hàng rất là hot của gia đình em. Và tuy nhiên rằng là trong quá trình vận chuyển, cái cây hạc vĩ bắc, cái lá của nó là cái thuộc cái lá mềm và tích nước, nên là nó rất là nhanh bị ủng và nó rất là dễ bị ủng. Nên là cô chú anh chị khi mà mua hàng thì gia đình em một phần thì nhà gia đình em đã tuốt hết lá, những cái lá đi rồi, và còn một phần thì lá của nó là lá non ấy, nó có thể là bị dập nhưng mà bị dập ít ấy. Thì khi mà bị ủng như vậy thì cô chú anh chị lấy về xử lý, chúng ta lấy nước và chúng ta xối sạch, và sau đấy là chúng ta ngâm, chúng ta xử lý, chúng ta ghép bình thường nhá. Hạc vĩ bắc này là một cái hạc vĩ rất khỏe luôn ạ, nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm nhá. Hoa của nó thì sai cực luôn rồi. Nhà em bán 300.000 một cân hạc vĩ bắc này. Và tiếp theo ở trên này đây chính là phi điệp vàng đấy ạ. Một cái mặt hàng đang rất là hot của gia đình em, bởi vì là nó đang chuẩn bị có hoa rồi. Cả nhà qua nhìn thấy này, nó đang có nụ này. Đó, nó đang có nụ đây đúng không ạ? Để em xem lại đây này. Hoa của nó là màu vàng họng nhung. Đó, màu vàng họng nhung ạ. Và một cái mặt hàng là tháng 8, tháng 9 nó nở hoa, nên là gia đình em bán cái mặt hàng này rất chạy luôn ạ. Và bây giờ hôm nay có khoảng tầm 20 cân. Tuy nhiên rằng là em bán được khoảng tầm 15 cân rồi, còn 5 cân dành cho cô chú anh chị thôi ạ. Khi hôm qua em up hàng lên và cô chú anh chị biết em có mặt hàng phi điệp vàng này đã đặt rất là nhiều rồi. Đó. Và cái phi điệp vàng là một cái dòng ưa ẩm ạ. Một cái dòng ưa ẩm và nó mất nước cực là nhanh luôn. Nên là khi mà cô chú anh chị mua về thì vận chuyển đường xa thì nó có thể là bị một vài lá nó bị mất nước và nó bị vàng. Thì không sao ạ. Kể cả là sau này chúng ta trồng cái loại này thì nó cũng sẽ bị mất nước đấy ạ. Nó cũng sẽ bị mất nước và chúng nó trụi hết lá đấy ạ. Đó. U lồi. Tiếp theo là u lồi đấy ạ. U lồi là một cái mặt hàng cũng rất là hot của gia đình em. Gia đình em bán là 450.000 một cân. U lồi thì có thể nói là một cái loài hoa được liệt vào là danh sách là những cái mặt bông hoa lan xinh đẹp nhất đấy ạ. Đó. Nhà em bán với giá là 450.000 nhá. 450.000 nhá cả nhà nhá. Ngọc thạch ba màu đấy ạ, cả nhà có thể nhìn thấy là ngọc thạch ba màu của em hôm nay hàng với rất là tươi đúng không nào? Và hôm nay cũng chẳng có nhiều đâu, chỉ có 5 cân dành cho 5 cô chú anh chị thôi nhá. Và tiếp theo em giới thiệu đến cả nhà một cái mặt hàng đang cũng rất là hot của gia đình em. Có mặt bông là màu vàng rất là xinh. Và Việt Nam mình là một cái quốc gia rất ưa chuộng màu vàng đúng không ạ? Màu vàng tượng trưng cho sự may mắn, cho sự thịnh vượng, cho sự bình an, cho sự sum vầy đúng không nào? Gia đình em bán cái hoàng lạp này giá là 150.000 một cân này. Và bên cạnh hoàng lạp này đây chính là đai châu rừng ạ. Đai châu rừng gia đình em bán là 600.000 một cân. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy là hàng hôm nay cũng rất là xinh đúng không ạ?
Đó, 600.000 một cân dành cho hôm nay thì chỉ có khoảng tầm 5 cân nữa thôi ạ. Hôm qua em có livestream và em bán được gần hết những cái số đa châu này rồi. Và chỉ có 5 cân dành cho 5 cô chú anh chị thôi nhá. Đó. Và tiếp theo của gia đình em là những cái giò long tu thuần của gia đình em này. Những giò long tu thuần gia đình em bán giá chỉ từ 250 cho đến 400.000 một giò ạ. Từ 7 cho đến 9 thân gia đình em bán là 250. Từ 10 cho đến 13 thân em bán là 300.000. Từ 14 cho đến 16 thân là nhà em bán 350. Và từ 17 cho đến 20 thân là gia đình em bán là 400.000 ạ. Đó, còn những cái thân cũng nó cũng khá là dài này. Tuy nhiên rằng là khi mà chúng ta mua hàng thân ngắn này thì chúng ta ship thì nó sẽ an toàn hơn đúng không nào? Ngoài ra thì gia đình em có những cái giò dáng hưng đuôi cáo giá chỉ từ 300.000 cho đến 600.000 thôi ạ. 350 cho đến 600.000 này. Đây là những cái giò dáng hưng đuôi cáo của gia đình em ạ. Và gia đình em không sử dụng bất kỳ một cái thuốc gì ạ. Hoàn toàn trồng bằng tự nhiên nhá. Trồng bằng tự nhiên nên là lá của nó ấy, khi mà cô chú anh chị có thể là thấy là hàng gia đình em nó không được tươi và mướt như hàng ở bên trong miền Nam, bởi vì là bên trong miền Nam đấy có khá là nhiều cơ sở khi mà họ sử dụng những cái chất hóa học nó làm cho cái lá của nó là có thể xanh, có thể là mướt, nhưng mà cái khả năng sống của nó sẽ không được cao lắm đó. Thì khi mà gia đình em trồng hoàn toàn bằng tự nhiên như này ấy, thì kể cả tất cả vùng miền nào đều có thể là trồng được ạ, đều có thể là thích nghi được nhé cả nhà nhé. Và cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhắn tin cho em theo số điện thoại 0965 495 087 này. Quên mất không qua trần mộng. Em suýt nữa là em quên cái mặt hàng này đang hot của gia đình em đây này. Đó, còn bằng này nhưng mà đi hết một nửa rồi ạ. Một số lượng rất là khủng khiếp đúng không ạ? Bây giờ trời đang mát mát nên là cả nhà rất là thích sưu tầm cho mình những cái giò chân mộng này để Tết là nở hoa đúng không nào? Chân mộng gia đình em bán khóm từ 300 cho đến 600 nghìn một khóm này. Đó, cả nhà có nhìn thấy rất là xinh đúng không ạ? Đó. Gia đình em sở dĩ là để như thế này để làm sao ạ? Để là nó có thể là hút ẩm và cái quá trình nó bị mất nước nó sẽ không diễn ra này đúng không ạ? Cả nhà mua hàng thì chỉ cần nhắn cho em khóm thôi. Ví dụ như là khóm chắc chắn là những cái khóm sẽ hơn một cân, tầm một cân rưỡi trở lên này. Đó. Nói chung là gia đình em bán theo khóm và độ đẹp của khóm nhé cả nhà nhé. Em không bán theo cân đâu này. Đó, thì cô chú anh chị mua hàng hãy nhắn tin hoặc là gọi điện cho em ạ. Và bởi vì là từ 8 giờ cho đến 9 giờ em hay live stream nên là em không có nghe được điện thoại. Nên là cô chú anh chị mua hàng thì hãy nhắn tin cho em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Em xin chúc cả nhà mình có một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương nhé.